khi chúng ta có tiền, tivi nhà chúng ta có thể lớn hơn, nhưng giờ đi lễ chúng ta nhỏ lại. Chúng ta có tiền, tủ lạnh nhà chúng ta có thể lớn hơn, trong đó có thể đựng vô số những cái đồ ăn, đồ uống. Nhưng vì chúng ta mải mê tiền bạc, thì tình cảm của chúng ta, vợ chồng, con cái có thể nhỏ lại. Rồi chúng ta có tiền, chúng ta có thể xây những cái nhà to lớn, nhưng chúng ta không còn thời gian để học giáo lý, học đạo nghĩa, không còn thời gian để thăm nom ông bà, bố mẹ, chúng ta bỏ bê. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy. Đức Giêsu nói: Em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Martha đáp: Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, thực sự ra nếu cộng đoàn quan sát kỹ lên trên tòa giảng thì thấy rằng con vẫn hơi run. Vì có thể ở trên nhà thờ chính tòa thì con cũng đã được chia sẻ lời Chúa nhiều. Nhưng khi trở về quê hương với tâm tình của một người con quê hương, được phép của cha tổng là một cha đặc chính của giáo phận chúng ta, đồng thời cũng đứng trước cộng đoàn ở đây là những bậc cha, là những người anh em thân bằng quyến thuộc, và cách riêng là các bậc tổ tiên. Thực sự con cũng có rất nhiều cảm xúc và cảm động, bởi vì được trở về quê hương để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Đây là một đức hiếu rất quan trọng. Hàng ngày chúng ta vẫn dâng lễ cầu nguyện ở nhà thờ, đó chính là chúng ta đang hiếu kính với Thượng Phụ của chúng ta ở trên trời. Và hôm nay chúng ta cũng bày tỏ một niềm hiếu kính với ông bà tổ tiên, là điều mà Chúa dạy chúng ta khi điều răn thứ 4, ngay sau 3 điều răn để chúng ta tôn kính Thiên Chúa. Thì điều răn thứ 4 đó là thảo kính cha mẹ. Điều này mời gọi chúng ta hiểu rằng sự hiếu kính của cha mẹ chỉ xếp sau hiếu kính Thiên Chúa. Và thưa cộng đoàn, khi hôm nay đây chúng ta ở nhà chắc chắn rồi cũng có những câu nói ý ới với nhau. Chồng gọi vợ bảo: Mình ơi, mặc quần áo nhanh lên rồi ra phần mộ thắp hương, rồi lên xe đèo vợ chồng con cháu đèo nhau ra ngoài khu nghĩa trang vườn thánh để đọc kinh. Và thưa cộng đoàn, nếu trong đầu của chúng ta bây giờ mường tượng ra rằng mỗi một phần mộ của tổ tiên chúng ta đây lắp vào 4 bánh xe,
thì bốn bánh xe này cũng vậy, chúng ta hiểu rằng cuộc đời của ông bà tổ tiên chúng ta cũng là một chuyến xe, chuyến xe trên dương thế này. Và có những chuyến xe chỉ đi trong mấy tháng là ra bến xe là tại phần mộ khu vườn thánh chúng ta đây. Nhưng cũng có những người đi mất mấy chục năm, có người 20 năm, 30 năm, 40 năm, và có người 80 năm mới đi được một hành trình từ lúc sinh ra đến lúc ra phần mộ này. Đó chính là một chuyến xe của cuộc đời. Và thưa cộng đoàn, nếu đi chuyến xe của cuộc đời, chúng ta có điểm khởi đầu, khởi phát và điểm đích đến. Và trong suốt hành trình đó, các bậc tổ tiên của chúng ta và thân nhân của chúng ta, ai ai cũng khát mong một hạnh phúc nước trời. Và ai ai cũng khát mong rằng mình thờ phượng Thiên Chúa cho đúng lẽ và phải đạo, để nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc nước trời. Và đồng thời, mỗi người ở đây trong hành trình chuyến xe cuộc đời của mình, các ngài cũng rất khát mong, vì các ngài hiểu rằng sự chết hay tại bến xe này chỉ là điểm dừng tạm thời, và chúng ta còn đời sau, chúng ta sẽ còn nước trời mai sau. Bởi vậy các ngài luôn nỗ lực và cố gắng để sống làm sao cho xứng đáng. Các ngài học hỏi giáo lý, tuân giữ điều răn của Chúa, để làm sao sống xứng đáng là con cái Chúa, làm sao sống xứng đáng để là Kitô hữu mang danh. Dưới gầm trời này, khi được mang danh là Kitô hữu, là một niềm hy vọng, là một vinh dự lớn lao cho mỗi người chúng ta. Và chắc chắn các bậc tổ tiên thân bằng quyến thuộc của chúng ta tại các phần mộ này, các ngài cũng đã nghĩ như vậy, và các ngài khát khao nước trời. Nhưng thưa cộng đoàn, chúng ta cũng nhớ lại rằng khi trên suốt một hành trình cuộc đời, một chuyến xe đó, các ngài có thể gặp gỡ người này người kia. Các ngài cũng đã từng gặp gỡ chúng ta là những người con cháu của các ngài. Và đồng thời cũng biết bao nhiêu bậc bố mẹ, ông bà cũng vì mong cho con mình được cơm no áo ấm cũng đã từng không đi lễ Chúa Nhật. Cũng biết bao nhiêu bậc ông mẹ, bố mẹ của chúng ta cũng vì nghĩ cho con mình được những cuộc sống ấm no hay niềm vui giống như người khác, mà các ngài cũng đã từng có những lời to lời nhỏ ở phố chợ hoặc cãi cọ với người khác, bởi vì các ngài cũng mong cho chúng ta. Rồi có những lúc các ngài cũng nặng lòng vì những cơm áo gạo tiền, có những xích mích trong gia đình. Và cách riêng thưa cộng đoàn, khi chúng ta ngồi ở đây, chúng ta xét kỹ lại, cũng đã có từng lúc khi chúng ta, khi các ngài đến tuổi già rồi, nhưng nơi chúng ta ở đây cũng đã làm cho các ngài phiền lòng. Ngồi ở đây cũng đã có những người con, người cháu đã từng nói với các bậc bố mẹ, ông bà của chúng ta là những người nằm ở đây, những lời đau lòng, những lời phiền não, và làm cho các ngài khi còn sống đến nhà thờ, đầu óc của các ngài, thay vì đọc kinh cầu nguyện dâng lên Chúa, các ngài cũng nghĩ ngợi, rồi các ngài chia chí lo ra. Chính chúng ta cũng đã từng cản trở ân sủng của các ngài. Bởi vậy thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây, chúng ta càng phải tha thiết hơn nữa, và chính các ngài cũng mong muốn cho chúng ta biến đổi đời sống của mình. Vì lời cầu nguyện của người công chính rất đẹp lòng Chúa. Nếu chúng ta là những người còn sống, chúng ta biến đổi đời sống của mình trở lên lành thánh, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đẹp lòng Chúa. Và những lời cầu nguyện đấy là những món quà, những ân sủng mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa và chuyển cho các ngài, để các ngài sớm được lên nước trời. Nhưng thưa cộng đoàn, nhiều khi trong cuộc sống này, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau và định hướng sống khác nhau. Và mỗi một định hướng sống cũng như chúng ta đi chuyến xe cuộc đời của mình hiện tại, có vô số những ngã rẽ, có chỗ ngã ba, ngã tư, chúng ta rẽ đi bất cứ đâu cũng vậy. Vậy nên có hai chàng trai khi còn trẻ, hai chàng trai bằng tuổi nhau, lúc nhỏ thì học cũng như nhau thôi. Nhưng bắt đầu lên năm 18 tuổi hay bắt đầu lên lớp 10 thì hai chàng trai này có hai suy nghĩ ngã rẽ khác nhau. Chàng trai thứ nhất nghĩ rằng tôi phải học giỏi toán lý hóa để tôi thi vào trường chuyên.
Nhưng chàng trai thứ hai thì lại nghĩ rằng, cậu trai thứ hai thì đúng hơn nghĩ rằng, tôi thì tôi học toán lý hóa vừa phải thôi, vì chúng ta đều có 24 tiếng mỗi ngày. Hôm nay tôi học toán lý hóa, tôi chỉ học 3 tiếng, rồi tôi sắp xếp thời gian tôi đi lễ, rồi tôi sắp xếp thời gian tôi đi học giáo lý. Còn chàng trai thứ nhất thì nghĩ rằng ưu tiên của tôi là phải toán lý hóa. Và sau đó cuộc đời cứ dần 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 dần. Đến năm 22 tuổi thì chàng trai thứ nhất sau khi học giỏi cũng thi đỗ trường này trường kia, đi ra làm việc thì nghĩ rằng tôi phải chọn rằng tôi làm ưu tiên số 1 của tôi là tiền. Tôi phải làm bằng mọi giá, tôi có tiền và tôi có địa vị thì người khác mới nhìn tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục. Chàng trai thứ hai thì vẫn học giáo lý đều đặn, vẫn chọn cho mình học văn hóa ở mức độ cân bằng. Rồi cuộc sống khi đó chàng trai lại chọn như này: tôi vẫn học thêm nhưng tôi lại chọn cho mình là tôi làm bác ái, rồi tôi cũng học thêm đạo nghĩa, tôi vẫn đi thờ đi lễ, tôi vẫn tham gia cộng đoàn ca đoàn hay chuyện này chuyện kia. Đấy là năm 22 tuổi. Và thưa cộng đoàn, đến năm 40 tuổi thì chàng trai thứ nhất với lựa chọn của mình thì đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhà to xe đẹp, rồi vợ con cũng đề huề mọi sự. Chàng trai thứ hai cũng vậy, vẫn cũng có nhà nhưng mà nhà một tầng, xe thì xe máy thôi, rồi cũng cuộc sống cũng bình thường như vậy, vẫn tham gia ca đoàn, vẫn về nhà có thời gian thăm hỏi ông bà bố mẹ. Nhưng cuộc sống dần dần trôi đi, chàng trai thứ nhất đang trong đỉnh cao của mình với nhìn sang chàng trai thứ hai nói rằng: anh thấy chưa, anh chọn như vậy, cuộc sống của anh cũng chỉ như vậy thôi, anh nhìn tôi đây này, cuộc sống của tôi có biết bao nhiêu điều tốt đẹp, anh nhìn thấy chưa. Nhưng chàng trai thứ nhất vẫn ưu tiên là tiền. Nhưng cuộc sống cứ trôi đi, đến năm 60 tuổi, thì vì chàng trai thứ nhất vẫn ưu tiên là tiền, ít dành thời gian dạy dỗ con cái, ít quan tâm đến vợ con, đạo nghĩa, nghĩa lý thì chảnh mảng, thì lúc này bắt đầu những điều mà anh ta chọn, những cái sự sai lệch bắt đầu phát tác. Con thì nghiện, vợ thì chán nản bị trầm cảm, rồi như vậy, ông bà bố mẹ thì chàng trai này chẳng thăm nom, thậm chí khi bố mẹ mất về chỉ qua loa, làm cho đẹp lòng người khác. Còn chàng trai thứ hai với những chọn lựa của mình, con cái ngoan ngoãn, vẫn sống vợ con yêu thương, hàng ngày chở nhau đi lễ đi thờ, ăn thì không có tôm hùm, cũng không có thịt bò Kobe, nhưng chàng trai đó vẫn ăn những bữa ăn vui vẻ, tham gia cộng đoàn. Bởi vậy thưa cộng đoàn, đấy là những chọn lựa khác nhau trong cuộc đời này sẽ đưa đến những kết quả khác nhau. Ông bà tổ tiên của chúng ta cũng vậy, chuyến xe của các ngài cũng có những gã rẽ khác nhau, nhưng các ngài cũng mong cho chúng ta còn sống như này, chúng ta cũng phải biết chọn lựa cho mình một cuộc sống tốt lành, một cuộc sống để chúng ta có những ngã rẽ là rẽ lên trời, chứ không phải ngã rẽ là rẽ về sự hủy diệt, hay sự rạn nứt vợ chồng, sự hủy hoại con cái, hay là chỉ nhìn thấy tiền mà mất tất cả tình cảm anh em bạn bè. Bởi vậy, hôm nay khi chúng ta ngồi ở đây, chúng ta hướng lên trời để chúng ta cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng hướng xuống đất là chính cuộc sống của chúng ta hiện tại để chúng ta sửa đổi cuộc sống của mình. Cộng đoàn nên nhớ 24 tiếng giống nhau, và chúng ta dùng 24 tiếng đấy như nào trong cuộc sống này, nó sẽ đưa đến những kết quả khác nhau. Nhưng cách riêng đối với người công giáo của chúng ta, 24 tiếng vẫn phải ưu tiên số 1, đó là nhớ rằng mình còn một cuộc sống mai hậu, cuộc sống nước trời. Bởi vậy ngay từ bây giờ, nếu 24 tiếng đấy thay vì mình nhìn đến tiền, thay vì nhìn đến mâm cao cỗ đầy, thay vì nhìn đến xe sang, chúng ta nên nhớ như này: khi chúng ta có tiền, tivi nhà chúng ta có thể lớn hơn, nhưng giờ đi lễ chúng ta nhỏ lại. Chúng ta có tiền, tủ lạnh nhà chúng ta có thể lớn hơn, trong đó có thể đựng vô số những cái đồ ăn, đồ uống, nhưng vì chúng ta mải mê tiền bạc, thì tình cảm của chúng ta, vợ chồng, con cái có thể nhỏ lại. Rồi chúng ta có tiền, chúng ta có thể xây những cái nhà to lớn, nhưng chúng ta không còn thời gian để học giáo lý, học đạo nghĩa, không còn thời gian để thăm nom ông bà, bố mẹ, chúng ta bỏ bê.
Bởi vậy thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nhớ đến ông bà tổ tiên, nhưng chính là mỗi người hãy tự nhớ đến chuyến xe cuộc đời của mình mà chọn lựa cho mình một lối sống, một cuộc sống để làm sao cho cuộc sống của chúng ta. Ông bà tổ tiên chúng ta ngồi ở đây mong ngóng con cái của mình sống tốt để lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên cho ông bà. Nếu chúng ta sống như chàng trai số 1 thì thậm chí sau này có những người qua đi ở cuộc đời này, con cái hư hỏng, lấy ai mà xin lễ cho chúng ta, lấy ai mà đọc kinh cho chúng ta. Lúc đấy dù chúng ta có nhà to thì cũng chỉ để lại, nhưng không có người xin lễ, không có người đọc kinh cho chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta đi về đâu? Vậy nên kính mong cộng đoàn, khi chúng ta tham dự thánh lễ này, chúng ta sốt sắng cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng phải sốt sắng biến đổi bản thân của mình. Chúng ta hãy sống làm sao tiết chế lại, giảm bớt những cái bên ngoài, giảm bớt những cái mua sắm. Nữ thì bớt đi những cái son phấn, giảm đi, ăn uống cũng ở mức độ vừa phải thôi. Để tiền đó chúng ta xin lễ cầu nguyện, chúng ta làm việc bác ái giúp đỡ nhau. Và cách riêng là mỗi người chúng ta bác ái ở nơi miệng của mình, giảm bớt những lời nói tục tĩu đi. Ví dụ như ngồi 50 phút mà chúng ta lần hạt thì biết bao nhiêu công phúc. Rồi ngồi 50 phút hoặc 10 phút mà chúng ta dạy dỗ con cái, chúng ta dạy dỗ bản thân của mình thì biết bao nhiêu công phúc. Nhưng cũng ngồi 10 phút mà chúng ta lôi hết chuyện xấu này, chuyện xấu kia, rồi chúng ta thêm điều đặc chuyện thì chúng ta đang tiêu phí biết bao nhiêu ân sủng. Vậy nên kính mong cộng đoàn hôm nay tham dự thánh lễ này, trước hết và nhớ rõ đó là chúng ta đang thực hành lời Chúa, hiếu kính về mọi thánh lễ là lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Thứ hai là hiếu đễ với ông bà tổ tiên, thay đổi bản thân của mình để trở nên tốt hơn và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Cách thứ ba là thay đổi, biến đổi đời sống của mình để làm sao giáo dục con cái cho tốt, cho ngoan, để mai sau con cái của chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta và cầu nguyện cho người thân nhân của chúng ta. Ước gì những điều này đẹp lòng Chúa. Và cách riêng đối với giáo xứ chúng ta cũng không bao giờ, chúng ta đừng bao giờ quên ơn các đấng bậc đã phục vụ giáo xứ của mình. Đấy là các ngài là nền tảng, các ngài là máng chuyển ơn từ trời xuống cho chúng ta. Vậy nên chúng ta mỗi một dịp này cũng vẫn phải tha thiết cầu nguyện cho các cha đã được an nghỉ tại giáo xứ chúng ta, cũng đồng thời cũng cầu nguyện cho các đấng bậc đang phục vụ trong giáo hội, bởi vì vẫn còn nhiều điều cần mọi người cầu nguyện hiệp ý cho nhau để chúng ta giáo hội trên hiển vinh hiển, giáo hội lữ hành và giáo hội ở trong mọi người đang trong nơi luyện ngục, chúng ta cùng hiệp hành để nắm tay nhau cùng nhau lên nước trời. Amen.